Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Người Việt TV. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói chuyện về chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc hội đàm song phương với ông Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Hồi nãy tôi có hỏi nhà báo Khôi Nguyên trình bày một số chuyện liên quan đến thương mại hai bên thâm thủ mậu dịch, và có vẻ như cái này Mỹ ép được Việt Nam mở rộng thị trường ra để mà giảm bớt cái đó. Và có nhiều cái chuyện khác như Khôi Nguyên nói là trong vấn đề Biển Đông vân vân. Nó có một cái điều nữa thưa anh. Chắc anh biết là hôm đầu tháng ông Phó Tổng thống Mike Pence đến thăm Indonesia và có nói là tôi vừa được Tổng thống Donald Trump báo cho biết ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11. Chuyện đó rất bình thường. Trước đây Tổng thống George W. Bush cũng đến dự APEC ở Hà Nội. Mà Hà Nội nghe dễ, Hà Nội nghe cái cung gọi là cái cung hội nghị thì nó thế cung Ba Đình, tôi đi qua là dễ. Mà Đà Nẵng, Hà Nội, tôi nghe nhiều người nói rằng là như thế này. Nếu ông Trump có đến Đà Nẵng á, thì đến coi như là một cái chuyến đi công tác chứ chưa phải thăm chính thức. Mà Việt Nam có vẻ như đang muốn ông Trump đến thăm Hà Nội trong cái chuyện này. Bởi đằng nào ông qua bộ, tại sao ông qua bộ thì tôi dứt lẽ. Phải chăng cái này ông Phúc đi sang mở rộng thị trường Việt Nam ra như vậy, làm chiều lòng ông Donald Trump một số chuyện để đổi lại chuyến ông Trump đến Hà Nội sẽ làm cái chuyện mà gọi là biểu diễn khâu ai, anh có nghĩ vậy không? Tôi tin tưởng là thế nào thì Tổng thống Donald Trump cũng sẽ đến Đà Nẵng. Những cái điều đó thì ông nói rồi, nhưng mà có đến Hà Nội hay không? Còn chắc chắn là sẽ đến Hà Nội. Vì sao? Đây là chuyến thăm chính thức luôn, chứ không phải là... trong cái cuộc họp báo ở hôm nay ở White House, Tòa Bạch Ốc, thì ông Nguyễn Xuân Phúc có nói cái câu là Tổng thống Donald Trump không chỉ gọi cho tôi, không gọi mời mà còn gửi thư chính thức nữa. Đó. Cho nên là chúng ta thấy là cái chuyện mà cái mức độ mà tôi muốn nói là tôi dùng cái chữ thân thiện. Đó, mức độ mà nó thân thiện đến độ như vậy thì tôi không nghĩ rằng là phía Mỹ từ chối cái chuyện là sẽ đồng ý. Mà hôm nay ông Phúc cũng chính thức là ngỏ lời mời thăm chính thức, chứ không phải là chỉ đến dự APEC. Thì tôi nghĩ là phía Mỹ thì họ cũng sẽ đáp lại cái đó. Tại vì rõ ràng là cái nhu cầu phía Mỹ có hẳn một cái nhu cầu là Tổng thống Donald Trump gửi thư, không chỉ gọi điện mà còn gửi thư mời ông Phúc thăm Hoa Kỳ nữa. Nên tôi nghĩ cái điều đó là điều đương nhiên. Nhân anh nói cái chuyện gửi thư thì đúng là tôi thấy sáng nay tôi coi thì ông Phúc có khoe cái này. Có khoe. Ông gọi chuyện, chúng tôi nói chuyện hồi tháng 12, sau đó còn trao đổi thứ tư nữa. Đó. Và tôi rất ấn tượng. Đúng rồi. Một sự ấn tượng, impressive về cái sự cởi mở và thân thiện của ông. Đúng ông rồi. Phúc có nói câu đó. Mà chúng ta để ý, ông Phúc kỳ đẹp đặc biệt cái chỗ, ông là lãnh đạo đầu tiên của khối Đông Nam Á. Đúng vậy. Qua gặp ông Donald Trump. Ông Donald Trump trước đó gọi điện thoại có mời cả ba ông luôn, mời cả ông Lý Hiển Long, thủ tướng của Singapore, và mời cả ông Tổng thống Duterte của Philippines nữa. Nhưng mời miệng riêng ông Phúc là mời bằng thơ. Cái ông cố vấn an ninh quốc gia Mark Master đưa cho ông Phạm Bình Minh đem về đó, thì đại khái đặc biệt. Và như anh Thu Nguyên vừa rồi trình bày như vậy. Nhưng mà anh nên nhớ đó, các chính quyền trước đó là thường là mời thì đi thôi, mà thường thường ta đi vào cuối nhiệm kỳ. Thấy không? Đối với ông Trump đi như vậy là đi ngay đầu nhiệm kỳ mà năm thứ nhất nữa. Đúng rồi. Chuyện đó không có dễ, mà Việt Nam nó quan trọng như vậy. Thế thì phải chăng vì những cái đòi hỏi đó trong lúc mà họ nói chuyện, họ bàn bạc với nhau, mà bây giờ Việt Nam chịu mở cửa thị trường để đạt đúng yêu cầu của ông Trump, đổi lại ông Trump sẽ đáp lễ lại cái chuyện đó. Bởi vì anh nên nhớ là cái chuyện không phải khơi mà đùng một cái kéo 200-300 người đi qua đây. Thấy không? Rồi làm những cái chuyện mà như vừa rồi, rồi ngày hôm qua nữa ở Đại học Arizona State University lại ký một cái đối tác với Bộ Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam để mà đưa cái gọi là công nghệ vào Việt Nam vân vân. Rồi tôi còn nghe nói đó là người Mỹ còn muốn là mở rộng cái thị trường ngân hàng của Việt Nam đấy, để làm sao người Việt Nam từ trong nước có thể apply cái thẻ với lại người Mỹ, rồi từ đó tôi mua hàng Amazon. Thưa anh, đó là những cái mà bây giờ mình đi đến cái giả thiết. Giả sử như người Mỹ họ đòi mà họ được các cái công ty tín dụng vào thị trường Việt Nam, mà anh biết là cái ngân hàng Việt Nam là gần như độc quyền của nhà nước, không ai đụng vô được hết. Và liệu nó vô thì nó có những thay đổi gì đối với kinh tế Việt Nam và với người Việt Nam thưa anh? Tôi tin chắc là sẽ có nhiều cái thay đổi về nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là cái tập quán tiêu dùng của người Việt Nam. Và nếu như các hệ thống thẻ tín dụng mà được sử dụng một cách rộng rãi hơn ở Việt Nam, phổ biến hơn ở Việt Nam, dễ dãi hơn ở Việt Nam, thuận tiện hơn ở Việt Nam, cũng như cái việc mà chuyển tiền giữa các ngân hàng
với các ngân hàng từ Việt Nam với Mỹ hoặc ngược lại Mỹ về Việt Nam. Anh cũng biết bây giờ là ở Việt Nam vẫn chưa cho chuyển tiền một cách trực tiếp sang đúng Mỹ. Rồi. Đó, cho nên khi mà cái hệ thống ngân hàng Việt Nam mà nếu như đồng ý cho Mỹ vào và thực sự cải tổ đó, thì tôi nghĩ là nó sẽ giúp Việt Nam cũng có nhu cầu phát triển kinh tế và nó sẽ, nếu mà đây là cái điều mà nó xảy ra thành sự thật đó, thì nó sẽ thúc đẩy cái nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất là mạnh, cũng như cái tập quán tiêu dùng, cái thị trường của Việt Nam sẽ sôi động hơn. Và tôi tin chắc rằng là đây là cái điều mà phía Việt Nam họ cũng muốn, mà phía Mỹ họ cũng muốn. Đặc biệt tôi nghĩ rằng là cái chuyện này nó sẽ dễ dàng hơn cho người dân Việt Nam, đặc biệt cái giao thương không chỉ là về vấn đề hàng hóa thương mại mà nó còn về vấn đề rất nhiều vấn đề khác nữa. Tôi nói như chẳng hạn như sinh viên đi du học chẳng hạn, du học sinh chẳng hạn từ Việt Nam sang đây, thì cái chuyện mà người ta có thể thanh toán tiền bạc giữa các trường đại học với lại thà cái thẻ là xong, phải không? Thì bây giờ phải chuyển một cục tiền qua thì căng quá. Thì ý tôi muốn nói đó, nó sẽ có tác động rất là lớn. Trở lại cái chuyện là anh nói hồi nãy đó, là tất nhiên chúng ta phải hiểu là bánh ít đi thì bánh quy cũng quay trở lại. Phải thấy điều này, ngay cả cái theo tôi đó, ngay cả các nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ thì họ cũng có nhu cầu để làm sao tăng cái uy tín của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, không chỉ trong nội bộ của họ mà mới với cái cộng đồng quốc tế nữa. Như hồi nãy anh nói là ông Phúc là nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được mời trong thời kỳ Tổng thống Donald Trump nhậm chức, thì ngay cả phía Việt Nam á, cũng vậy. Ông Phúc là cái người đầu tiên trong Bộ Chính trị sau Đại hội được thứ 12 đến Mỹ, đúng vậy không? Đúng vậy. Bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc á, cũng là người chỉ lên nhậm chức trong vòng một năm thôi mà cũng đã tiếp hai tổng thống đương nhiệm. Hồi năm ngoái, tháng 5 năm ngoái là ông vừa lên thủ tướng tháng 4 là tháng 5 gặp Obama liền. Đúng vậy. Bây giờ tháng 5 gặp Donald Trump. Được nha. Thì tất nhiên là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng phải có cái nhu cầu để gia tăng cái vị thế chính trị của mình. Không chỉ vị thế chính trị của mình trong chính cái đảng của ông á, mà còn gia tăng cái vị thế chính trị của ông ở bên ngoài. Và tôi nghĩ đó là một cái nhu cầu thực tế và thực tiễn phía Việt Nam họ muốn đạt được. Câu hỏi chót với anh Khôi Nguyên, trở lại cái chuyện làm ăn buôn bán, cái gì cái không qua tiền bạc được, đúng không? Lâu nay Việt Nam xuất siêu qua Mỹ nhưng mà lại nhập siêu của Trung Quốc. Kỳ này nếu Việt Nam mở cửa thị trường mà như anh nói hôm nay là ký khoảng 15-17 tỷ thì coi như 17 tỷ mình cứ tính một nửa của 32 tỷ thì vẫn còn xuất siêu là 16 tỷ. Thế thì 17 tỷ nó vô, liệu 17 tỷ đó nó có chiếm đầy cái 17 tỷ của Trung Quốc đi ra không? Tôi tin là như vậy. Tôi tin là như vậy bởi vì lại quay trở lại chuyến công tác của anh và tôi hồi năm ngoái, đó là một cái sự nhận định là cái tầng lớp trung lưu, tức là nhà giàu mới ở Việt Nam, họ đang gia tăng và gia tăng rất nhanh. Và quý vị cũng biết tâm lý của giới nhà giàu mới ở Việt Nam đó là gì, tâm lý xài hàng Mỹ, Made in USA. Cho nên tôi mà hàng cầm tay nữa hàng... bây giờ mới gọi là cầm tay chứ mai mốt là gọi, không còn gọi là cầm tay nữa, đúng không? Cho nên tôi nghĩ là đó là cái nhu cầu thực tế mà phía Việt Nam họ cần. Và tôi nghĩ rằng là rất dễ dàng để mà có thể bù đắp được. Nếu như mà phía Việt Nam có thể hạn chế nhập hàng của Trung Quốc đi, tôi nghĩ đây là cái vấn đề có thể bù đắp được một cách rất là dễ dàng. Coi như như là tiên đoán của anh Khôi Nguyên như vậy, chứ cái thị trường Việt Nam sau này đấu đá với hàng hóa của Trung Quốc và hàng Mỹ trong những ngày tới nếu mọi chuyện nó trở thành sự thật. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Người Việt TV ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.